Xin anh kính chào toàn thể các bác anh, các quý hàng đang xem video. Đấy, tiếp tục với chương trình giới thiệu xe lăn hàng mới về bên em. Thì hôm nay em trân trọng giới thiệu đến cho các bác chiếc xe lăn 2,5 tấn Komatsu FD2597. Chiếc này thì máy dầu số sàn, tháp lăn 4m. Đấy, có chức năng là gật gù lốp kép, di chuyển bằng 6 lốp hơi. Đấy, tình trạng xe là nguyên zin tất cả các con ốc trên xe, sơn zin cả máy, cả xe. Như là lốp láp, các thứ rất là đẹp luôn. Xe này thì tầm tiền hợp lý. Đấy, các bác nào mà khoảng gần 30 người hỏi em xe này rồi. Đấy, hiện nay là đã có mặt trên bãi bên em. Xin mời các bác qua xem xe thử tải trực tiếp tại bãi. Đấy, địa chỉ có bãi ở phố Tam Á, phường Gia Đông, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Các bác qua thì alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0379875765. Em tên là Lân. Đấy, hoặc là có thể cọc xe online để em giữ xe cho các bác. Đấy, xe thì rất là ok luôn, rất nhiều bác ưng chiếc này. Đấy, về là rất là dễ bay. Đấy, các bác nào mà ưng thì xin mời qua em ngay nhá. Xe đẹp, đăng kiểm xong rồi. F Komatsu này, sơn zin cả xe, rất đẹp luôn. FD2597, dòng này chỉ hơn 100 thôi. Các bác làm và xây dựng thì săn đón rất là nhiều. Dòng này làm năm nay bên em gọi là cháy hàng, về chiếc nào là cháy chiếc đấy. Đấy, tháp lưng 4m nhá. Tháp lưng 4m. Có gật gù để làm xúc cát sỏi xi măng, lưng gạch lưng xi, lốp thì quá đẹp luôn. Lốp quá ok luôn. Đấy. Đấy, lốp trước, lốp sau này. Đấy, bơm này. Bơm thủy lực này. Lốp xi nét nhá, máy này. Đấy, quá đẹp luôn. Xe thì vừa đăng kiểm về em chỉ rửa qua bằng nước thôi. Rửa qua bằng nước thôi, chưa có động chạm gì. Các bác mà qua xem chốt xe mới bắt đầu bảo dưỡng nhá. Đây, máy móc này. Máy chiếc này thì gọi là hết nước chấm luôn. Máy quá đẹp. Máy quá đẹp cho một công trình. Zin cả xe luôn. Ốc ếch này, vàng óng này. Quá đẹp. Đây, kể cả đến cái này nguyên zin hết này. Vàng óng hết luôn này. Từng con ốc một. Rồi, quay bộ chia của chữ 7 cho bác xem. Sơn zin cả xe này. Quá đẹp luôn. Bơm miếc rồi là ốc ếch là zin hết. Đây, số thì là số sàn, chạy rất là ít luôn, chạy rất là ít nên là cái cần số này, đấy, lưng hạ bình thường. Đấy, gần gù này. Ga này. Đấy, các bạn thấy khói chưa? Khói như khói tô luôn. Tì tiếc rất là đẹp, lốp láp này, đẹp cả dàn. Cầm bệ máy số thủy lực, quá ok luôn. Dòng có bền, FD2597. Tem xe đăng kiểm đầy đủ. Đấy, em sẽ vận hành máy để cho các bác xem. Đấy, lưng con tần rưỡi này. Con tần rưỡi này nó vào khoảng 2 tấn rưỡi đến 2 tấn 7. Đấy, em hạ xuống đi lưng cho các bác. Chạy số sàn. Đấy, số 1, số 2 rồi là vào côn rồi là phóng thôi. Rất là đơn giản. Quá đẹp. Phanh pháo ăn. Đây nhá. Quay góc rộng cho bác xem này. Đấy, kéo vào này. Đấy, kéo hết gật gù vào này. Ngửa hết vào lòng này. Đấy, lên này. Đấy, lên rồi đi di chuyển cho các bác xem nhá. Lùi trước đi. Đấy. Lùi này. Tiến này. Đấy. Di chuyển nhẹ nhàng các bác luôn. Các bác lưng gạch lưng xì thì quá là ok luôn. Đi lốp láp này. Quá đẹp. Cam kết là xe chuẩn nhập Nhật, chưa qua sử dụng ở Việt Nam. Đấy, giá chỉ hơn 100. Rất rẻ. Các bác quan tâm thì liên hệ trực tiếp đến số điện thoại của em 0379875765. Đấy, em thì ship toàn quốc. Đấy, các bác trong Nam cũng hỏi rất là nhiều.
Đấy, vừa rồi là bán rất nhiều về Đà Nẵng, rồi là Quảng Nam, rồi là sắp tới là về có một xe là chuẩn bị về Cần Thơ nữa, rất là nhiều luôn. Các bác quan tâm thì lên lại trực tiếp mình enjoy của em nhé. Sẵn từ 1 tấn đến 4 tấn xăng, ga, dầu, điện, máy gặt xe lân Nhật bãi, máy gặt Thái Lan. Trân trọng cảm ơn các bác đã theo dõi và ủng hộ cái kênh của em. Các bác thấy video hay thì cho xin một like, bấm lên cái kênh, bấm chuông để những thông báo mới về video của em. Xin chào lại các bác ạ.